Tháng 8 âm lịch năm nay là một mùa trung thu đặc biệt bởi dịch Covid-19, cho nên thay vì đến các điểm bán bánh trung thu để mua bánh, nhiều người dân đã thay đổi thói quen bằng cách chuyển sang mua hàng online. Tuy nhiên, bên cạnh các loại bánh trung thu có thương hiệu, rõ về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng thì các loại bánh trung thu được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc cũng đang dồn dập đổ bộ trên hàng loạt các trang web bán hàng trực tuyến. Để góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi sức khỏe cho người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu 2020, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, sản xuất kinh doanh các nguyên liệu làm bánh Trung thu để kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn được phân công quản lý. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết Hầu hết các hãng sản xuất bánh trung thu trong nước chỉ sử dụng nguyên liệu đảm bảo chất lượng trong nước, không sử dụng nhân bánh nhập khẩu. Theo Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, trong 8 tháng năm 2020, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra xử lý gần 3.700 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, tổng số tiền xử lý trên 98 tỷ đồng. Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý gần 300 vụ vi phạm về xuất xứ hàng hóa, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái với hàng trăm nghìn sản phẩm các loại như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thẻ đeo diệt virus, máy đo nhiệt kế điện tử, găng tay y tế, quần áo phòng dịch và nhiều sản phẩm khác. Cục đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố hình sự 3 vụ án liên quan đến công tác xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt liên quan đến bánh trung thu Tính từ đầu tháng 8 đến nay, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã xử lý 6 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính số tiền trên 58 triệu đồng, tạm giữ xử lý trên 31.000 sản phẩm là bánh trung thu các loại, chủ yếu là nhập ngoại, không rõ nguồn gốc. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố có thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành. Năm nay thì báo cáo các đồng chí là Hà Nội có cái hiện tượng là những cái bánh Trung Quốc giá rẻ tràn vào rất nhiều tràn vào rất nhiều. Chỉ trong 3 tuần thôi, chúng tôi bắt giữ khoảng hơn 30 000 chiếc bánh trung thu. Giá rất rẻ thôi. Thứ nhất là cái 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 thị hiếu của người dân xính hàng ngoại. Thứ hai là báo cáo các đồng chí là vì cái lý do cái tác động của dịch Covid nên kinh tế nó cũng rất là khó khăn. Nên cái giá của của những cái bánh đấy thì lại rất phù hợp với cả những người dân ở vùng ven, đô và ở các tỉnh mở đầu mối với Hà Nội. Đại diện Cục Quản lý Thị trường cũng cho biết thêm, mặt hàng bánh trung thu là do ngành công thương quản lý cấp phép và hậu kiểm. Đây cũng là mặt hàng có tính chất thời vụ. Đại diện Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cũng thông tin thêm, năm nay có nhiều điểm mới. Các hãng sản xuất bánh trung thu đã chuẩn bị tốt về nguyên liệu, chủ yếu dùng trong nước, không dùng nhân bánh nhập khẩu. Tuy nhiên, các sở ngành vẫn kiểm tra đôn đốc, lập nhiều đoàn kiểm tra về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.